Dạ xin chào, hôm nay mình có dịp mình đi Houston, mình sẽ dẫn ông bà cô chú và các bạn đi vô tiệm trái cây Linda Tropical. Có nhiều trái cây ngon nha các bạn. Lần đầu tiên mình tới đây luôn. Rồi, mình đi vô bên trong. Vừa bước vô cửa quá trời trái cây luôn. Vừa bước vô nhìn mé bên phải thì những cái mũ chôm chôm nè, ở trong đây có kẹo mấn cầu, kẹo đu đủ nhiều nhiều lắm. Nhưng mà mình thấy ở trên đây là có mũ chôm chôm với đường khoàng, rồi cái nước mà để nấu xương sáo á các bạn. Sale còn có 3 đồng cho một hộp thôi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy hai hộp. Ồ, cái này 3 đồng một hộp là rẻ đó bà con ơi. Nếu có ai đi Hilton thì ghé qua mua nha. Mũ chôm với xương sáo ăn rất là mát luôn. Hôm nay mình sẽ đi với hai bạn Tina và Lisa chở mình đi. Mình cũng cảm ơn hai bạn rất là nhiều tại mình không biết lái xe xa. Chỗ này rất là đặc biệt luôn các bạn, dừa sáp. Còn cái này là trái dừa 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 nhỏ, dừa dừa uống nước liền. Cái này là dừa sáp trái cũng bự lắm các bạn, một trái 39 đồng 99. Còn tiêu tươi này là một hộp 4 đồng. Mình cũng lấy một một hộp này nhìn ngon quá. Còn cái trái dừa này là một trái 4 đồng. À, các bạn mua là sẵn cái ống hút ở trong đây luôn, các bạn mua là các bạn uống liền được luôn. Ở trong đây nhiều đồ ngon quá. Nấm mối này một bịch cho 27 đồng nha các bạn. Mà hồi nãy mình nhìn lộn, mình tưởng đâu 2 đồng 77 không à. 27 đồng một bịch. Nấm tươi từ Việt Nam đem qua. Rồi chỗ này mình thấy có ổi xẻ sẵn luôn nữa nè. Rồi mình thấy có trái sung nữa, trái sung 6 đồng mấy cho một một phao. Rất là nhiều đồ ăn Việt Nam được các bạn ơi. Ngay chân chỗ này mình mấy cái món ruột của mình nè. Cà na muối, cà na sấy, cà na ngào gì tùm lum hết trơn luôn. Cái này á món ngon của mình lắm mà ở đây á, ít có ai bán cái này lắm các bạn. Hôm nay mình sẽ lấy một cái hũ nha. Hôm nay mình sẽ lấy một hũ. Ở trong đây mình thấy có hồng treo gió luôn. Ở trong đây toàn là đồ đặc sản không các bạn. Bây giờ mình thèm trái cây, mình cứ chạy xuống Hilton nè. Mình thấy rất là nhiều luôn. Cái này xoài Đài Loan 7 đồng 99 cho một phao. Seri này nguyên một hộp 20 đồng rồi các bạn. Quá trời đồ ngon không luôn. Càng đi vô bên trong thì càng đồ ngon các bạn ơi. Cái này là củ hủ dừa nè. À, nửa cái bẹ gì đây mà 23 đồng được á các bạn. Củ hủ dừa này ngon dữ lắm luôn. Mình ăn sống cũng ngon mà mình làm bánh xèo hay là mình làm gỏi gì cũng ngon hết trơn á. Mê luôn, đi vô tiệm này mê tích luôn. Sầu riêng một hộp này 46 đồng. Thơm quá. Cái này là chuối sáp, một bịch gì đây 10 đồng. Sầu chê ngon quá, một thùng gì đây có giá cho 40. Mình sẽ lấy một thùng cho dì mình với mẹ mình. Ngon quá. Cái này là vú sữa lò rèn, một thùng gì đây có giá 75 đồng. Vú sữa tươi còn lá luôn bà con. Nói chung ra là cái quán này là trái cây tươi ngon không à. Quá trời ngon luôn. Cái thùng hồi nãy là 75, còn ở bên đây bán lẻ là có giá cho 8 đồng 99 một phao. Mình sẽ lấy cho mẹ mình với dì mình với mình luôn cho một bịch này nha các bạn. Mình nghĩ cái này ngon lắm luôn á. Mình sẽ lấy một bịch này vừa ăn rồi. Một lần á mình thèm ăn trái cây mình nghĩ tới Việt Nam, nhưng bây giờ mình thèm trái cây á mình đi xuống Hilton là có đủ hết trơn luôn các bạn. Cái hộp này á họ để ready to eat là nó chín nè nghe bà con, nếu như mà ai muốn ăn liền thì lấy cái hộp này nha. Bữa nay là vô mánh nè. Những cái món này là mấy mấy cái món mình thích không à. Mà Samoche hôm nay ở dưới đây có 3 đồng 99 rẻ quá chừng rẻ luôn. Rồi, mình sẽ lấy thêm một thùng nữa. Ổi hồng này 7 đồng 99 một phao. Mình sẽ mua 3 trái. Nhìn cái dĩ ổi là mình muốn mua liền à. Nhìn nó rất là ngon luôn. Họ hái thì sao mà nhìn cái trái rất là đẹp. Bưởi da xanh này 6 đồng 99 cho một phao. Mình nghe nói bưởi da xanh này ngon lắm. Mình sẽ mua cho cha với mẹ mình một trái luôn. Hồi nào tới giờ mình cũng chưa được ăn luôn thì mình sẽ mua một trái này về cho gia đình mình ăn cho biết. Mà mình nghe nói là ở Việt Nam á nó nhập qua thì màu xanh, nhưng mà khi qua tới Mỹ mình trồng thì nó không có xanh nổi nha các bạn, tại thời tiết á. Rồi chỗ này là măng cụt.
Cái măng cụt này á, mình gờ vô cái trái á, nó có giá là cho 11 đồng 99. Nhưng mà cái trái của nó mình, tại vì mình ăn mình biết á, cái trái của nó rất là ngon nha các bạn. Nó mềm chứ nó không có cứng. Nếu các bạn mua măng cụt mà cái trái mà nó cứng á, là nó sượng nó sẽ không có ngon. Cái này mình gờ cái trái nó rất là mềm luôn. Mình sẽ lấy một bịch. Qua tới đây là cốc trái bự 5 đồng 99 cho một phao. Trái to thiệt to luôn nha bà con. Nhiều nhiều lắm luôn á. Nhìn thấy mê thiệt. 5 đồng 99 mình nghĩ chắc một cái bịch gì đây khoảng chừng một phao mấy á. Thanh long cũng nhìn rất là tươi luôn. Nói chung là trong đây trái cây Việt Nam tươi ngon. Còn qua đây là mãng cầu sim. Wow, 12 đồng 99 cho một phao. Cái này hồi xưa ở trong nhà mình đó, ông ngoại mình trồng rất là nhiều, ăn không hết luôn. Nhưng mà khi qua đây rồi cái trái này nó rất là hiếm luôn các bạn. Cái chỗ cà na này hồi nãy mình không có thấy mấy cái hộp bự này. Mình thích cái loại này nè các bạn, muối chua ngọt rất là ngon luôn. Hồi nãy mình thấy mấy cái ly này thôi à, mà mình không có thấy mấy cái hũ bự này. Bây giờ mình sẽ lấy một hũ bự về mình ăn nha. Một hũ này có giá cho 30 đồng. Đi vô mé trong đây mình thấy sơ ri rất là nhiều. Hồi nãy mình nhìn mé trên này mé trong nhiều lắm. Qua đây là trái sung 6 đồng 99 cho một phao. Trái sung này ăn chị bệnh tiểu đường. Mẹ mình rất thích ăn cho nên nhà mình trồng rất là nhiều. Cái này là củ phơi bán ở dưới quê mình rất là nhiều luôn. Mà 20 mấy năm mình cũng chưa được ăn. Cái này một phao là 7 đồng mấy. Cái dĩ này có giá cho 10 đồng các bạn. Hôm nay mình sẽ lấy một dĩ này luôn. Ở dưới quê mình kêu là phai bán, mà ở ngoài miền ngoài nữa là kêu bằng củ bình tinh đó các bạn. 7 đồng 99 một phao nha. Rất là nhiều luôn. Ở đây mà có cái củ này là hiếm lắm đó. Mà mình nghĩ là cái tiệm này á, là nhập đồ từ Việt Nam qua không rồi các bạn. Này là thanh long màu vàng 4 đồng 99 một phao. Có vú sữa màu xanh luôn nữa nè. Vú sữa lò ghèn, vú sữa nhiều thứ. Vú sữa màu xanh là của Florida. Mà vú sữa màu tím này là lò ghèn là của Việt Nam nha các bạn. Tại vì ở trong đây nó hơi có giá chút xíu á, thì nó đi máy bay với đi tàu qua không cho nên giá nó hơi cao một chút. Nhưng mà mình thấy cũng không cao gì đâu. Tại từ Việt Nam đem qua đây mà mình có mình ăn á, là mình vui rồi. Ở đây á, nhiều lúc không có nhập qua là cũng hiếm có mấy cái hàng này lắm. Wow, ở bên trong này còn rất là nhiều sơ ri luôn nữa nè. Hồi nãy mình nhìn ở bên ngoài mình thấy vài hộp chân thôi à. Ở trong đây rất là nhiều. Bà con xem mấy cái trái ổi nè. Nói chung là đã về tới đây là toàn là hàng tuyển không á. Rồi, hồi nãy giờ mình lựa được bao nhiêu đây nè các bạn. Rồi mình sẽ tính tiền. Hôm nay mình sẽ mua sâu chê nè, cà na, rồi bưởi da xanh, rồi mắng cầu, củ lùng. Ê, không phải củ lùng mà củ khoai bán là củ bình tinh á. Đó, hôm nay mình sẽ lấy bao nhiêu đây. Những cái món này là những cái món ngon của mình không luôn đó. Ở Việt Nam mình thì rất là nhiều, nhưng qua bên đây là cái này quý lắm. Nhưng mà đặc biệt có một cái ở dưới Hilton này á, mình xuống đây mình muốn ăn món gì của Việt Nam là cũng mình thấy cũng có hết trơn. Đa số nha các bạn. Dạ, clip chia sẻ nơi bán trái cây đến đây em xin dừng clip. Em xin chúc sức khỏe đến ông bà, cô chú và các bạn. Nếu ai có đi xuống Hilton á, thì ghé đây mua trái cây ông bà cô chú và các bạn. Ở nơi đây có nhiều nơi bán trái cây rất là ngon. Cảm ơn ông bà cô chú và các bạn đã xem video của em. Đừng quên cho em xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ em nha ông bà cô chú và các bạn. Thank you, bye bye.